Sus đấy, nick nhóm nâng bông riêng bị cảm một cao 3 nó nâng Photoshop CS6 như có CC Extended. Ok, lâu chập đám. Ok, dùng mình bài cáo là lâu nhóm Thích thô nó mới xó. Dạ chữ phôn này đến chỗ chất. Nhóm chữ Thái goal. Ok. Prom bị tôi tích. Ok, lâu dương chập làm cả 3D. Chơi là 3D menu. Dục bị new 3D extrusion from the selected layer. Vì nâng bằng hàng 3D là miễn 3D panel. Bởi dương ở khởi 3D panel đấy, dương ai chạy cho the window workspace killer 3D. Ok, nếu chỉ tăng property để property mới mua là bỏ 3D layer để dương này được chỉ take property same nông 3D. Trong 3D panel, we mean 3D and material same này thích bao giờ. Lấy dân chấp đám cho mùi xoay dân. Lấy dân ai xong có bán nấu xin nhà prung tượng bay ní. Xin nhà ní xin rạp rung cơ này ích ả xích cư rung cơ chuyên xin đàm. Càng nế The ground 20 nế xem ra cũng có mục được có cỏi xin chúm này ai xin nhờ chờ dương dùng màu tập bắt trên bộ lực mà đi xem ra rotate cứ bùng vào này Z axis mạng ní. Ok, mình tôi sẽ ní rotate được kia Y axis. Đức nha x axis. Ok, nó kì chìa yêu dựng ách pra pra 3D mode ở bộ cổ hàng lên bàn. Ok, lâu dựng bổng vơ camera. Camera rồi click rồi check cầm mọi pa nó object vơ dựng hơi tiên mọi ba chân chạy chào cho mũi chạy bông vô lời crown là bao dân si tên nâng tên này rụp hiệp bây giờ ở đây xí hái dân ai bù rích bù rung rụp hiếp còn click lên rụp hiếp có chạy select the tool này các bạn được tiếng rích bù rung kê bù rung tích thì mà mục tích. Ok, lâu nít như mùng vô bình chất tích. Ok, tổng hóa dân chạy lửa 3D việc move object to ground plan. Mình thà dân move dân rung cao so 3D dân ở tàu ground 3D ground plane này 3D dương. Ok, nhà lâu chạp đam cũng not property ở số choose layer select 3D thế dương 3D panel choose 3D thích nên mình chmua để UI để goal. Từ mới chạy lơ icon tí bay này tiền property panel mua thả cap dương ai cầm nót bí vỡ rồi xem xem sử bày phía rồi angle xem sử contour chua the ball ring the ball
Bây giờ khơi những ai cũng nói sẽ thêm cho like list những khơi ở sau phong rút phép phong. Ok. Tôi mới dân cũng nói inflate trong angle cũng nói bình năng trong struct cũng nói tập bởi mũi phía rồi. Ok, look good. Ok, lâu dừng click lơ 3D layer ngang CD panel click lơ go front inflation material khi lơ một thủ bố dừng miên material nông property panel dừng ai chơi color thêm mũi dừng ai chơi click dừng ai chơi color dừng chú chết khó bán chơi color là muối ok là ok cũng nốt sáng sai sắp bị rối reflection một phai prem bị rối rồi anh nâng click line boom ní click line prop folder ní hãy chơi dốc load teacher ok teacher ខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅក្នុង description នៃ YouTube teacher មួយនេះ open okay យើងអាចកែ teacher បានដោយគ្រាន់តែ click លើ teacher edit UV property ស្រេឲ្យស្អាតហើយយើងចុចចិត្តlick ok zoom in to merge chat ok hello is an hey ok hello បន្តមកយើងធ្វើការកែតម្រូវនៅ material ផ្សេងទៀតហើយចុចលើ from bubble material nên chữ color maybe mà chia bộ liền liền lương tích cho chữ color để dùng chữ chất bán ok ok chỉ mua những sani sai sắp bị rồi ok có vậy là reflection và chia sai sắp bị rồi hello lời hả mọi thứ đi thế dương ách xeo mất rưỡi năm bay apply tới lơ mất rưỡi lập xe mất tiết còn trích lơ mất rưỡi lập đôi group trích
chúng nó icon rút con sao này dùng biết là new material đặt cho một thả goal ok và lo nhóm viên material năng nhóm bán xe rồi hả chọn mi ok này nó ok lo chạy lơ back bover material and then apply the gold material yang man sell ni back inflation material apply okay hello yang check le extrusion material check le apply material dan hai trong chùm nội nếu dân ai chơi rô hê rô hê bùm cầm nọt chất sắp hê rôi chơi rô hê enter chơi rô material load teacher ok rồi dân chơi teacher mùi ní open ok dân ai cầm nọt edit UV property offset to zone we offset to zone you offset to zone scale we scale to 100% you scale 100% did okay okay now okay load nhưng ai đứng nhưng ai render sao bông là bay mơ và tay về chúng này phải ưu tiên nó nhầm ok 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 nhầm skip đi cho escape và nhầm check là goal thực hiện and nhóm extrusion dip thở về bài chi em rồi hả ok ok lo dương check the indefinite lines one chúng ta mở trong property panel chúng ta đổ softness này shadow rồi có intensity này line rồi chúng ta mở những bài chỉ rồi soft line bây giờ đập rồi click the line one with the tool check hai tiên direction này line để dân chọn mà phần lưu thứ hai trang pin nó như hai tiên được khẳng nữa ok lâu vô khẳng này chứ ok click là sau move as a tick rotate ok ok render mơ anh tích ok mấy chúm này phê dụ nằm bởi rần đỡ nhưng anh mơ render bởi xe nhau
crown này bạn. Click escape number concern the. Rồi mình escape xin. Ok. Lâu nãy chúng ai đã bật lưu thay ở này các bạn được gọi đã các bạn. Chúng nó bị đại. Chúng chụp từ layer panel yang wing. Chúng ai lệ history đi vậy. Copy background. Ok. Chỉ là image adjustment desaturate go control C view check control L number come not level I to saw min person come out I am tin tick. Okay. Okay. Rồi dân trong dân ai đã bật lưu thằng ngay bán. Mà ta dân lúc cái này khá là dân mà trong bán bật lưu thằng ngay. Ví dụ phân tố, color, come out. And click hard disk. Rồi bị rồi. Cú lúc lại nữa để dân mình chọn ở miền bình lứ. Ok. Học chỉ là channel tab. Merge like load channel as selection layer một cái layer thứ mấy anh đang fill cho mùi nè white color mới sẽ được edit fill color white. Ok layer mình nè lên trục cho thấy ngay lẽ được có lúc chẳng. Ok, ở chỗ là layer để dùng màn cắt, ta select. Chỉ là filter, blow, ready blow. Amount, cũng not rồi. Blow method, zoom, quality, best. Dùng ai sẽ tự đào này bởi lưu. Sẽ mà tự đào một khăn này, sẽ. Okay. 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 Because nothing. Okay. Copy. Control T. Team Rick. Okay. Những ai bật thó opposite này bật lưu yên. Come on, come back. Okay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thích sử dụng thích dưỡng. Và những ai click lỡ check lỡ sử dụng thích choose 3D panel Infinite Life. Những ai sử dụng light ở trong những blue để che màu. Vậy dân chụp năm render mơ. Ok. Dân ai
bên time dương adjustment adjust đi rút hiệp ní còn chơi lơ adjustment icon print and construct có ok là sử dụng ai thua cả render lâu này bị chết dương màn hai ấy nó đã render đây render cứ bị chìm này pe zoom tích ta dương ai khơi bật xe với nó càng cầm này thì đây nó mong hàng ok mong hàng nó còn đại ban Just now.